Bây giờ Thanh Mỹ muốn các bạn bắt đầu bước kế tiếp là chúng ta sẽ viết xuống tất cả những ước nguyện mà các bạn muốn trải nghiệm trong tất cả mọi phương diện, từ vật chất đến tâm linh, đến gia đình, đến tình cảm xã hội, đến công việc, đến tình yêu, đến sức khỏe, vân vân vân. Và một điều nữa các bạn để ý nè, các bạn phải giống như là phải rất là trí tuệ ha. Ví dụ, nên mình đưa ví dụ, các bạn tác ý một cái gì thì nó sẽ thành tựu đó, nó sẽ thành tựu mà đó. Các bạn khi mà các bạn tác ý thì các bạn sẽ đối diện với những cái thử thách của cái lớp đó, các bạn hiểu không? Giả tỷ như các bạn muốn thành tiến sĩ đi, phải không? Giả tỷ như các bạn đang là lớp 10 đi, các bạn muốn tốt nghiệp tiến sĩ thì các bạn sẽ trải qua một cái quá trình mà học gấp luôn, học nhanh, học gấp. Thì một số bạn tác ý mà nó hơi mạnh so với cái ba la mật của các bạn đó, thì nó sẽ thử thách đến dồn dập nha. Nhưng mà thử thách đến dồn dập là để cho các bạn chuyển hóa, để thăng tiến, chứ không có gì hết. Có nghĩa là sao? Liệu cơm mà gấp mắm, hiểu không? Nhiều người rất là anh hùng, nó tác ý gì vậy hả? Trời ơi, cái gì nó cũng nhất xong rồi nó nhắn tin cho nó, trời ơi, chữa lành nó đau quá rồi. Nghĩa là nó bị bầm dập hết trơn, nó đi chữa lành cho người ta, rồi nó bị bầm dập, nhưng nó nhờ Thanh Mì giúp. Thì Thanh Mì hỏi, rồi nó nói chuyện với Thanh Mì thì lộ ra nó tác ý. Lúc trước á, Thanh Mì tác ý ha, trong cái danh sách của Thanh Mì phải không? Thanh Mì thành triệu phú Mỹ, xong rồi sẽ thành tỷ phú Mỹ, rồi xong rồi thành tỷ phú của tỷ phú. 3 bước như vậy đó, các bạn hiểu không? Các bạn tác ý thì cũng sẽ thành tựu. Vũ trụ sẽ sao? Ước nguyện của bạn là, khi bạn ở năng lượng của vũ trụ, ước nguyện của bạn là sao? Là như lý tác ý rồi, là bạn đang dùng quy luật của vũ trụ. Bạn có những ước nguyện lớn thì vũ trụ nó đưa của bạn. Bạn có ước nguyện của tiến sĩ thì bạn sẽ có những bài toán của tiến sĩ mà bạn đã sẵn sàng hay chưa thôi. Các bạn có nhận được không? Khi các bạn tác ý, đừng có phải biết là mình đã tác ý cái gì, mình đang tác ý cái gì. Một số bạn lại kêu Thanh Mì xóa lời nguyện rồi gì tùm lum hết trơn á. Như tác ý giống như là rất là trí tuệ á. Tác ý theo chiều hướng hạnh phúc, thăng hoa, trí tuệ cho bản thân, gia đình và xã hội. Không có nằm trên nền tảng tham hoặc sân hoặc si, hay bị bản ngã làm chủ. Rất là dễ bị bản ngã làm chủ. Giống như thì mình sẽ chia sẻ một cái bản ngã vi tế nè. Bạn kia nó tác ý thành một master vĩ đại, thì khi mình đọc tin nhắn là thôi mình thấy là không, nó cũng có cái tâm ý tốt, nhưng mà đó, master vĩ đại có nghĩa là có nó và có những người khác mà nó làm master. Ngày xưa Thanh Mì đâu bao giờ mà tác ý Thanh Mì thành master của ai đâu, mà sau này tụi nó kêu Thanh Mì sư phụ gì đó. Thanh Mì cũng rất là cảm thấy rất là ngại, giống như là Thanh Mì cảm thấy là giống như là Thanh Mì không có quen nghe những cái ngôn ngữ, những cái khung sáo như vậy vân vân. Nhưng mà tại vì họ tôn trọng mà họ gọi vân vân. Thanh Mì chưa bao giờ tác ý thành master của ai hết trơn. Các bạn có ý nè, cái ngã nó nói là tôi sẽ làm master của người khác, đại khái như vậy, có nghĩa là có cái ngã trong đó rồi. Sẽ tác ý tôi sẽ nhận ra mục đích sống của tôi, đúng như cái ước nguyện tôi đến đây để tôi sống, và tôi sẽ sống bằng cái thế mạnh của tôi, và tôi lan tỏa thế mạnh của tôi để làm đẹp cuộc đời đó, và sống một đời sống hành trình viên mãn. Các bạn biết không, tại mỗi các bạn mà có mỗi cái sứ mệnh khác nhau. Khi các bạn nhận ra được cái sứ mệnh của mình là cuộc sống các bạn sẽ viên mãn, chứ đừng có bị cái tâm thức, cái suy nghĩ của mình bắt buộc mình phải là ai, mình làm cái gì. Không phải, chỉ tôi muốn nhận thế mạnh của tôi, và tôi muốn sống đúng cái ước nguyện, cái sứ mệnh của tôi, và đời sống của tôi thành tựu viên mãn, tôi giác ngộ viên mãn, đại khái như vậy. Good job. Rồi tôi lan tỏa những phẩm chất đó ra đến với chúng sinh, muôn người muôn loài. Ngày xưa thì Thanh Mì tác ý là Thanh Mì giải thoát, rồi Thanh Mì tác ý giúp đỡ những chúng sinh khác cũng được giải thoát giống như mình. Và rồi trên hành trình khám phá thì các bạn thiên nhãn nó tự thấy, Thanh Mì nó tự nói thôi, chứ Thanh Mì cái đó cũng thật sự là có thể là nó là những cái tác ý của Thanh Mì trong quá khứ. đó, mà tự động nó hiển lộ. Nhiều khi bạn nghĩ cái đó là tốt cho bạn, không phải. Cái ứng hóa thân của bạn biết cái gì là tốt nhất cho bạn, và bạn đến đây với cái sứ mệnh đó. Các bạn nhận được không? Good job. Bạn phải sống đúng cái thế mạnh của bạn, thì á, lúc đó là cái cuộc sống của bạn là viên mãn nhất. Ví dụ đi ha, bạn sinh ra giỏi toán, bạn rất là giỏi toán, mà bạn thấy cái con nhỏ kia nó giỏi sinh học quá, mà sao rồi nó thành công quá trời. Chứ bạn tôi tác ý tôi muốn hả, là cô giáo dạy giỏi môn sinh, đại khái như vậy. Nhưng mà trong khi đó bạn giỏi môn toán, bạn lại muốn, bạn không có tin, bạn không có nhận ra thế mạnh của bạn, và bạn lại muốn, bởi bị cái muốn làm chủ. Còn nhận ra mục đích sống của mình, nhận ra cái thế mạnh của mình, cái niềm đam mê, cái hạnh phúc, cái trí tuệ riêng của mình, thì cái đó mới là bạn trở thành một người tạo hóa. Mà lúc đó bạn không có đối thủ, tại vì bạn sống bằng cái thế mạnh của bạn, mà bạn đam mê sáng tạo, bạn đam mê làm đẹp cuộc đời, bạn đam mê cái sự trí tuệ, khám phá trí tuệ, lan tỏa trí tuệ. Lúc đó bạn không còn đối thủ, không còn nhị nguyên nữa, không còn tôi, không còn bạn nữa. Thật sự những gì Tammy đang làm là đúng mục đích sống của Tammy, và Tammy không có đối thủ. Không ai làm được những gì Tammy đang làm, Tammy nói thật luôn, khẳng định luôn. Good job. Và khi các bạn sống đúng với sứ mệnh các bạn cũng như thế. Chứ mình không có nên sống mà mình ganh tị với người khác, hoặc là mình muốn mình phải như người khác, không phải như vậy. Các bạn là duy nhất, và các bạn là có cái thế mạnh riêng của bạn. Cái thế mạnh riêng của bạn nhiều khi cái đó cũng không phải là thế mạnh của Tammy, các bạn hiểu không? Good job. Những người nào hay ở xung quanh của Tammy, giỏi xung quanh của mình là thì đều học hỏi hết. Tại vì họ sẽ có cái thế mạnh, cái hay riêng của họ. Ví dụ như Elon Musk là cái thế mạnh của ông là khác, Tammy là cái thế mạnh của ông, Tammy là khác. Ok, rồi bây giờ viết ra những cái như lý tác ý mà các bạn ước nguyện để mà thành tựu trong tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình.